đôi tim chung nhịp tiên hoa, đón anh vinh quang sáng loà, dâng hương lên Phật chứng minh, trọn đời đôi lứa bên duyên, nhớ mãi công ơn sinh thành đắp xây duyên lành. Thưa Tam Bảo, thưa Tam Bảo, đang tu hành, đang tu hành, nhớ chân pháp, nhớ chân pháp sáng tâm mình, vì hạnh phúc. Hạnh phúc tháng năm
lạy Phật tổ, lạy Phật tổ, lạy Phật tổ, xin Ngài truyền thêm sức mạnh. Vợ chồng con luôn hướng thiện theo Đức Thế cho nghèo khó chúng con không rời, tâm không nhớ tranh, tâm không si mê, xin dương Phật pháp sắc gieo nhân lành, cho con hân hoan, cho con ca vang khúc ca hạnh phúc thọ bao chờ mong. Lạy Phật tổ, lạy Phật tổ, lạy Phật tổ, lạy Phật tổ, xin chứng lòng. Vợ chồng con xin giữ gìn hạnh phúc tháng năm. Lạy Phật tổ, lạy Phật tổ, lạy Phật tổ, lạy Phật tổ, xin Ngài truyền thêm sức mạnh. Vợ chồng con luôn hướng thiện theo Đức Thế Tôn. Vợ chồng con luôn hướng thiện theo Đức Thế Tôn. Vợ chồng con luôn hướng thiện theo Đức Thế Tôn. Thank you.
con thành kính cung thỉnh chư tôn đức trở về bàn chứng minh an toàn. Xin mời toàn thể quý vị đồng an toàn. Dòng suối mát nối tình chúng sanh, Phật về cho đất thêm lành, cho hoa thêm nhụy, cho cánh chỗ bông. Phật về con cá ra sông, chim về tổ ấm má đồng lúa non. Phật về trong lòng tham si sân hận không còn chỗ say. Phật về cho hết chiến tranh, hoa sen nở khắp đất lành năm châu. Phật về vui hết khổ đau, đông tây gần làng tình sâu. Ai núi biếc ấy nguồn cội ta, Phật về tươi sáng muôn nhà, vui câu niệm Phật hóa phong tự. Phật về cho đất thêm lành, cho hoa thêm nhụy, cho cánh chỗ bông. Phật về con cá ra sông, chim về tổ ấm mát đồng lúa non. Phật về an trú trong lòng, tham si sân hận không còn chỗ xanh. Phật về cho hết chiến tranh, hoa sen nở khắp đất lành năm châu. Phật về vui hết khổ đau, đông tây gần lại tình sâu đạo màu. Phật về thế giới hoan ca, sông dài núi biếc ấy nguồn cội ta. Phật về tươi sáng muôn nhà, vui câu niệm Phật hóa công tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn thiện đức tăng ni chứng minh. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay ngày 10 tháng 1 năm Bính Thân dương lịch 2016 là ngày lành tháng tốt được cha mẹ đôi bên lựa chọn để tác hợp lương duyên cho hai con của mình. Đó là Tân Lan Nguyễn Mạnh Tuấn, 23 tuổi, pháp danh Quảng Tuệ, là quý nam của ông Nguyễn Hữu Thành và bà Phạm Thị Thanh Vân, và Tân Lương Nguyễn Hoàng Phương Anh, 22 tuổi, pháp danh Hạnh Dung, là quý nữ của ông Nguyễn Chí Cường và bà Hoàng Thị Hồng Phúc. Đổ nhân duyên lành được sự hướng hạ của
Đại Đức chủ trì nên hôm nay tại chùa Quỳnh Lâm, thôn Mỹ Tục, thị trấn Mỹ Lộc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định đã long trọng được diễn ra buổi lễ hàng tuần ngày hôm nay. Thay mặt cho ban tổ chức xin trân trọng chào mừng và gửi đến toàn thể quý vị lời chúc đầu xuân năm mới, mọi người mọi nhà dồi dào sức khỏe. Cảm ơn sự hiện diện của quý vị. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay đầu xuân năm mới trong không khí hân hoan vui vẻ, và đặc biệt là ngày trọng đại của đôi Tân Lan Mạnh Tuấn và Tân Đương Phương Anh. Theo truyền thống của dân tộc từ xưa đến nay, trai khôn lấy vợ, gái ngoan gả chồng để xây dựng gia đình hạnh phúc an vui và nối dõi nối dòng để đời đời gia tộc được hưng thịnh và làm rạng rỡ cho tổ tông và gia đình. Trong bối cảnh xã hội hết sức quan trọng, gia đình là nền tảng, là nhân tố của xã hội. Nếu một gia đình mà chúng ta không có sung túc về mặt kinh tế, về đạo đức và tâm linh thì xã hội đó sẽ bất ổn. Còn nếu mỗi gia đình mà sung túc về kinh tế, hạnh phúc, về tình cảm và bền vững, có đạo đức tốt thì xã hội đó cũng sẽ phát triển bền vững. Vì vậy mà trách nhiệm của đôi Tân Lan Tân Hương trẻ, các bạn đến với nhau xây dựng hạnh phúc gia đình, không chỉ có lo lắng vun vén riêng cho gia đình của mình, mà các bạn phải có trách nhiệm, có bổn phận với xã hội, với họ hàng dòng tộc. Kính thưa quý vị, sau một thời gian tìm hiểu rất dài, rất lâu, rất kỹ của Mạnh Tuấn và của Phương Anh, bố mẹ hai bên gia đình đã duyệt và quyết định cho phép hai con của mình đến với nhau. Và hôm nay tại chùa Quỳnh Lâm long trọng diễn ra lễ hàng thuận để tác hợp đương duyên cho hai bạn. Một lần nữa ban tổ chức xin hân hạnh chào đón và tri ân sự hiện diện hết mực quý báu của quý vị tại hội trường ngày hôm nay. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, trong niềm hân hoan và không khí trang nghiêm thanh tịnh này, ban tổ chức chúng con xin được thành kính trân trọng giới thiệu sư thầy Thích Minh Thành, trụ trì chùa Linh Quang, thôn Trương Nghĩa, xã Nghĩa Châu, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định đã trở về để chứng minh và tác lễ. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu Đại Đức Thích Thành Vũ, Đại Đức Thích Thanh Quang, chư tăng thành phố Phủ Lý cũng đã về tham dự chứng minh và chúc phúc cho chương trình. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu sư thầy Thích Thành Minh, chư tăng tỉnh Nam Định cũng đã về chứng minh và chúc phúc cho đôi bạn. Và chúng con xin được cung kính giới thiệu quý ni sư cũng đã dành thời gian để về chứng minh và chúc phúc cho đôi bạn trẻ. Và chúng con hết sức cung kính được giới thiệu sư thầy Thích Minh Thịnh, trụ trì chùa Quỳnh Lâm, thôn Mỹ Lộc, thị trấn Mỹ Lộc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, trưởng ban tổ chức cũng đã hiện diện để chứng minh tác lễ cho chương trình. Kính thưa quý vị, về phía đại diện họ nhà trai, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu bà Phạm Thị Thanh Vân là thân mẫu của chú rể. Về phía đại diện họ nhà gái, ban tổ chức trân trọng chào mừng và giới thiệu ông Nguyễn Chí Cường và bà Hoàng Thị Hồng Phúc là thân phụ thân mẫu của Tân Hương. Và ban tổ chức xin được nhiệt liệt chào đón toàn thể quý cụ ông, quý cụ bà, quan viên hai họ, bạn bè và đồng nghiệp của hai gia đình của đôi Tân Lan Tân Hương cũng đã có mặt để chúc phúc cho buổi lễ. Xin chào mừng và trân trọng giới thiệu chung.
Kính thưa quý vị và hai nhân vật đặc biệt quan trọng trong buổi lễ ngày hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu Tân Nam Nguyễn Mạnh Tuấn và Tân Nữ Nguyễn Hoàng Phương Anh. Xin hai bạn hãy đứng dậy để gửi lời chào trân trọng tới toàn thể hội trường. Rồi xin mời hai bạn ngồi xuống. Thay lời ban tổ chức, xin chúc mừng đôi Tân Nam Tân Nữ hạnh phúc bên nhau đến khi răng long tóc bạc, lưng còng má tốt, hơi thở thoi thóp, hai bạn vẫn được yêu nhau. Và xin điều này cũng sẽ đến được với mọi người, mọi nhà. Xin trân trọng cảm ơn quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư Tôn Đức chứng minh, kính thưa toàn thể quý vị. Và giờ này, trong không khí rất trang nghiêm thành kính, dưới sự gia hộ chứng minh trong hào quang của mười phương chư Phật và dưới sự gia hộ độ trì của tổ tiên hai bên dòng họ, và đặc biệt là dưới sự chứng kiến của toàn thể quý vị ở đây, chúng con xin đây đầu cung thỉnh chư Tôn Đức đại vì hai gia đình thí chủ làm lễ nguyện hương bạch lễ và cầu sự gia hộ của mười phương tam bảo cho đôi Tân Nam Tân Nương cũng như toàn thể quý vị ở đây. Chúng con thành kính cung thỉnh quý thầy. Con trở về nguồn pháp từ mênh mông, đưa con về bờ giác. Phật từ bi soi sáng, đưa con thoát lầm mê. Đã bao đời say đắm trên nhung gấm lụa là xin được làm con ngoan, vui sống bên cha lành. Xin được làm cánh đồng cho ngọn lúa xanh tươi. Xin một lần được nương theo gót chân cha lành. Xin làm cơn mưa pháp tươi mát đời khô khan. Phật là ánh từ quang cho tâm con bừng sáng, thấu triệt đời hư vô, đắm trong biến luân hồi. Phật từ bi chỉ lối, đưa con khỏi trầm luân, nương tựa ba ngôi báu, thoát khỏi đời bế sầu. Từ quang soi lối con trở về nguồn pháp từ mênh mông, đưa con về bờ giác. Phật từ bi soi sáng, đưa con thoát lầm mê. Đã bao đời say đắm trên nhung gấm lụa là được làm con ngoan, vui sống bên cha lành. Xin được làm cánh đồng cho ngọn lúa xanh tươi. Xin một lần được nương theo gót chân cha lành. Xin làm cơn mưa pháp tươi
mát đời khô khan. Phật là ánh từ quang cho tâm con bừng sáng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nghi lễ nguyện hương tác bạch cầu sự chứng minh gia hộ của tam bảo đã được viên mãn. Ban tổ chức chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn đức trở về bàn chứng minh an toàn. Xin mời toàn thể quý vị vị đồng an toàn. Ban tổ chức xin mời Tân Lang Mạnh Tuấn và Tân Nương Phương Anh xin mời hai bàn ra phía trước lễ đài để phục quỳ nhận sự giáo huấn và chúc lành của chư thầy. Kính thưa toàn thể quý vị, giờ này dưới sự chứng minh của mười phương tam bảo họ hàng nội ngoại hai bên, hai bạn Mạnh Tuấn và Phương Anh, hai bạn đã là vợ chồng của nhau. Khi hai bạn bước vào xây dựng một cuộc sống gia đình mới, với tuổi đời còn rất trẻ, Mạnh Tuấn mới 23 tuổi và Phương Anh 22 tuổi. Và tương lai các bạn sẽ với vai trò người cha, người mẹ và với biết bao nhiêu những trách nhiệm và bổn phận với họ hàng nội ngoại của hai bên gia đình và những bổn phận trách nhiệm với cộng đồng xã hội. Và trong cuộc sống bộn bề như ngày hôm nay, với sự du nhập của lối sống phương Tây vào văn hóa Á Đông chúng ta, chúng ta xây dựng gia đình đã là một việc khó, và chúng ta bảo vệ được hạnh phúc gia đình còn khó hơn rất nhiều. Chính vì vậy, kết hợp giữa tư tưởng trí tuệ nhà Phật cùng với những nét đẹp văn hóa truyền thống ngàn đời của dân tộc, giờ này ban tổ chức chúng con xin thành kính đê đầu cung thỉnh Đại Đức Thích Minh Thành. Xin Thầy đại diện cho chư tôn đức có lời chỉ bảo huấn thị cho đôi tân lang tân nương trẻ để hai bạn lấy đó làm vô liếng đi vào cuộc sống hôn nhân của mình được hạnh phúc bền vững. Chúng con thành kính cung thỉnh Thầy. Xin mời hai bạn hãy chắp tay cung kính để đón nhận lời giáo huấn của chư tôn đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni. Kính thưa toàn thể quý quan viên hai họ, quý vị đại biểu khách quý, hôm nay đầy đủ nhân duyên lành cho hai con Mạnh Tuấn và Phương Anh. Không biết là hai con đã tích nhân duyên phước báu, đã gieo duyên lành cội phúc nơi tam bảo từ đời kiếp nào, nhưng trong lần làm người này, hai con trong giờ phút trọng đại của cuộc đời, hai con lại có được cái duyên phúc mà được mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng và hiện tiền chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni cùng thiện hữu tri thức gia trì tác phúc nhân duyên trong ngày đầu đời, trong ngày mà hạnh phúc nhất của cuộc đời các con như thế này. Đó là một phúc duyên rất là lớn của hai con. Giả như hai con tổ chức ở nhà hàng thì chỉ được một cái nhà hàng đó bảo trợ gia trì. Giả như hai con tổ chức ở một cung điện thì chỉ được hoàng cung đó gia trì. Nhưng mà nơi này là nơi mà tộc phương thường trụ tam bảo đang ngự vì, cho nên hai con tổ chức ở nơi bổn tự chùa Quỳnh Lâm như thế này thì không phải là những hiện tiền chư tôn đức tăng ni và thiện hữu Phật tử quan viên hai họ cũng như quý khách dự trì ở đây để tác phúc nhân duyên cho con, mà mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, chư Hộ Pháp cũng đang hân hoan để gia trì cho hạnh phúc nhân duyên lành của hai con. Chính vì vậy mà nhân ngày tác phúc lễ hàng tuần cho hai con, Thầy có đôi lời khuyên các con như sau. Hai con Mạnh Tuấn và Phương Anh, con hãy tĩnh tâm lắng nghe A Di Đà Phật. Hôm nay ngày lành tháng tốt, hội đủ tất cả mọi nhân duyên tại chùa Quỳnh Lâm trước Phật đài ở thôn Mỹ Tục, thị trấn Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, chính thức được diễn ra cuộc lễ hàng tuần tác hợp lương duyên cho hai Phật tử Tân Lang Nguyễn Mạnh Tuấn, pháp danh Quảng Tuệ, tuổi 23, Tân Nương Nguyễn
Hoàng Phương Anh, pháp danh Hạnh Dung, tuổi 22. Hai con thân mến, theo lời cổ đức dạy rằng vợ chồng tốt trăm năm hòa hợp, con cháu hiền bảy kiếp vinh quang. Giờ đây trong bầu không khí trang nghiêm ấm áp tình đạo vị của lễ hàng tuần, dưới sự chứng minh của mười phương tam bảo, đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật và hiền tiền chư tôn hiền đức tăng ni, cũng như sự chứng kiến của cha mẹ đôi bên, ông bà cô bác anh chị và bạn bè thân thiết, thay lời cho toàn thể chư tôn hiền đức tăng ni, thầy có đôi lời nhắn gửi hai con. Thưa hai con, làm vợ cha mẹ ai cũng trông mong con cái trưởng thành, chọn nhà nhân đức, dòng dõi tốt lành, hết tóc xe tơ, nên chuyên chồng vợ, xây dựng gia đình, duy trì nòi giống, con lạc cháu hồng. Do đó, muốn lập gia nghiệp, cần phải có chồng, có vợ, vui buồn bên nhau, sớm hôm bầu bàn, chia ngọt sẽ bùi, ăn ủi giúp đỡ tôn trọng lẫn nhau. Và điều quan trọng hơn hết là hai con phải biết hòa thuận, nhường nhịn lẫn nhau, không được khinh khi bội bạc lẫn nhau. Được như vậy, chắc chắn gia nghiệp của hai con sau này sẽ thành tựu như ý. Nên Thánh Hiền có dạy, phu phụ hòa gia đạo thành, nghĩa là vợ chồng hòa thuận, gia đình hạnh phúc, hoặc là hòa khí sinh tài, tức là hòa thuận thì sinh ra tiền của. Thế nên hai con phải biết rằng của quý nhờ gian nan siêng năng mới có, đời vinh do nhẫn nại khó nhọc mà nên. Lại muốn xứng đáng là người con của mười phương chư Phật, hai con phải noi theo gương sáng của đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni đã nêu cao, theo giáo pháp mà rèn luyện tâm tánh, và vâng theo lời hướng dẫn của chư tôn hiền đức tăng ni. Đặc biệt các con phải nên giữ gìn năm giới cấm: một là không được sát hại chúng sinh, hai là không được trộm cắp, ba không được tà dâm, bốn không được nói dối, năm không được uống những chất say lòng người. Thưa các con, năm giới này chính là năm giới trọng nhất của nhà Phật. Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni vì thương tưởng hàng đệ tử cũng như thương tưởng tất cả chúng sinh mà đặt ra năm giới đầu tiên căn bản này, để cho tất cả mọi người có thể nương đây tu hành tạo dựng đức lành, và cũng giúp cho tất cả sinh linh trong pháp giới từ năm cội giới đức này mà được an lạc. Hôm nay nhân ngày lễ hàng tuần của hai con, thầy cũng xin đọc những lời Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã chỉ dạy cho trưởng giả Thi Ca La Việt, nghĩa là trưởng giả thiện sanh trong kinh Sáu Phương. Hai con hãy tĩnh tâm. Mạnh Tuấn, Phương Anh, được nghe lời Phật rất là khó. Như trong kinh Đức Phật có dạy, trăm ngàn vạn kiếp khó có thể gặp được. Hôm nay ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của các con lại được tĩnh tâm trước Phật đài lắng nghe lời Phật dạy. Đó là một niềm hạnh phúc vô cùng lớn của các con. Giờ này các con hãy trân trọng, tĩnh tâm, lắng nhận, đón nhận lời Phật dạy để làm kim chỉ nam trong cuộc đời, để cho gia đình các con sau này được hạnh phúc cát tường. Nguyễn Mạnh Tuấn, Hoàng Phương Anh, hai con hãy quỳ thẳng lên và chắp tay đón nhận lời Phật dạy. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có dạy trưởng giả thiện sanh trong kinh Sáu Phương như sau: bổn phận người vợ đối với người chồng có năm việc phải làm. Nguyễn Hoàng Phương Anh,
hôm nay trước Phật đài con hãy tĩnh tâm nghe lời Phật dạy. Một, khi chồng đi hay về phải đưa đón niềm nở. Hai, khi chồng đi vắng phải lo nấu nướng quét dọn nhà cửa. Ba, không được ngoại tình, của cái đồ vật không được giấu riêng. Bốn, phải nghe lời chồng chỉ bảo, chồng có la rầy trong lúc nóng giận không được cự lại. Năm, chồng nghỉ ngơi trước, vợ dọn dẹp nghỉ ngơi sau. Đó là năm bổn phận người vợ tốt đối với người chồng. Nguyễn Hoàng Phương Anh, con đã nghe rõ chưa? Bổn phận làm chồng đối với vợ cũng có năm việc phải làm như sau. Nguyễn Mạnh Tuấn, con hãy tĩnh tâm lắng nghe. Một, khi vợ đi hay về phải đưa đón niềm nở. Hai, chăm sóc việc ăn uống và áo mền theo thời tiết. Ba, tùy phận giàu nghèo cấp cho vợ vàng bạc đồ trang sức nữ nhi theo sở thích. Bốn, trong nhà có tiền của ít nhiều nên giao cho vợ cất giữ để tiêu dùng cho việc chung của gia đình, không được giữ tiền để tiêu xài lãng phí theo ý riêng của mình. Năm, phải có lòng trung thủy, không được ngoại tình. Đó là năm bổn phận làm chồng tốt đối với vợ. Nguyễn Mạnh Tuấn, con đã nghe rõ chưa? Trong tương lai hai con sẽ làm cha mẹ, thế nên hai con có năm việc phải lo cho con cái như lời Phật chỉ dạy như sau. Một, phải nhớ dạy con bỏ ác làm lành. Hai, phải dạy con thông suốt mọi việc. Ba, phải dạy con biết tụng kinh của Phật, giữ giới cấm của Phật. Bốn, phải lo việc cưới gả hợp thời cho con cái. Năm, trong nhà có tiền của nên giúp cho con cái làm ăn. Đó là năm bổn phận trách nhiệm của cha mẹ đối với người con. Hai con đã nghe đó lời Phật dạy chưa? Về bổn phận làm dâu đối với cha mẹ chồng, Đức Phật cũng có dạy như thế này. Nguyễn Hoàng Phương Anh, con hãy thật tĩnh tâm để nghe lời Phật dạy về bổn phận làm dâu. Một, phải có lòng hiếu kính cha mẹ chồng, tùy thuận lời cha mẹ dạy bảo, không được cãi lại. Hai, phải luôn luôn nhớ đến công ơn cha mẹ sinh thành dưỡng dục chồng mình nên người tốt, mà bổn phận làm dâu con phải có trách nhiệm nối dòng nối dõi cho gia nghiệp chồng. Ba, nếu ở nhà trông nom công việc thì phải ngủ sau dậy trước, lo cơm nước cho chu đáo, chăm sóc cha mẹ chồng tử tế. Nếu bận làm việc ở cơ quan thì tùy nghi linh động, mọi người cùng nhau san sẻ việc nhà. Bốn, khi cha mẹ chồng có bị đau ốm, làm phận dâu con phải chăm nom thuốc thang, thay đổi món ăn thức uống, cầu cho cha mẹ sớm được mạnh khỏe an vui. Năm, nếu thấy cha mẹ chồng làm điều bất thiện, không được a tòng theo, phải hết lòng khuyên can, khuyến hóa cha mẹ, phát bồ đề tâm cầu đại giải thoát, bỏ việc ác làm việc lành. Được như vậy, cha mẹ sau này không bị đọa lạc chốn trầm luân. Như vậy mới thể hiện trọn lòng hiếu đạo. Đó là bổn phận làm người dâu thảo đối với cha mẹ chồng. Nguyễn Hoàng Phương Anh, con đã nghe rõ chưa? Về bổn phận làm rể đối với cha mẹ vợ, Đức Phật cũng có dạy như này. Nguyễn Mạnh Tuấn, con hãy thật tĩnh tâm để nghe lời Phật dạy. Một, phải có lòng kính yêu cha mẹ vợ như cha mẹ mình. Có mặt hay vắng mặt cha mẹ đều phải tôn trọng, không được có một lời bất bình, bất kính. Hai, phải nhớ công ơn cha mẹ vợ có công sinh thành dưỡng dục vợ mình, coi như vàng như ngọc mà lại ban tặng cho mình. Ba, khi cha mẹ vợ có việc gì cần nhờ, con rể hãy hoan hỉ sẵn sàng, không sợ khó khăn tốn kém, cố gắng giúp để cho cha mẹ được an vui.
4. Khi cha mẹ vợ lâu bệnh phải thường tới lui thăm hỏi an ủi giúp đỡ, cầu mong cho cha mẹ được sớm bình phục. 5. Nếu thấy cha mẹ vợ làm điều bất thiện không được tha tòng theo, phải hết lòng khuyên can khuyến hóa cha mẹ vợ phát bồ đề tâm, hướng đến những điều chân thiện mỹ, bỏ ác làm lành. Được như vậy mới chọn lòng hiếu đạo, đó là bổn phận làm con rể hiền đối với cha mẹ vợ. Hãy cố gắng xuyên suốt cuộc đời mình hay làm cho cha mẹ đẻ cũng như cha mẹ vợ được an vui hạnh phúc. A Di Đà Phật. Thưa toàn thể đại chúng và thưa hai con, cổ nhân có dạy rằng một chữ siêng khắp thiên hạ không còn việc khó, trong điều nhìn, trong gia đình luôn có niềm vui. Hôm nay nhân lễ hàng tuần, thay lời cho toàn thể chư tôn hiển đức tăng ni, thầy có vài lời khuyến hóa nêu trên, mong hai con ghi nhớ thực hành thì sẽ được hạnh phúc miên trường, tiếp đường như ý, cha mẹ nhờ đó mà hãnh diện với mọi người, và thân bằng kiến thuộc cũng nhờ đó mà được hòa thuận yên vui. Một lần nữa xin nguyện cầu hồng ân Tam Bảo, nguyện mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng đồng thủy gia hộ cho hai con trong năm hòa hợp và muôn sự được cát tường an vui hạnh phúc, gia đạo được hưng long, và con cháu đời đời sẽ được nương hạnh lành hạnh tu của hai con mà sẽ được phương trưởng. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thay lời cho đôi tân lang tân nương cùng gia đình và họ hàng đôi bên, chúng con xin khắc ghi những lời giáo huấn vàng ngọc của thầy để cho cuộc sống vợ chồng chúng con suốt đời được hạnh phúc keo sơn bền chặt. Kính thưa quý vị, trước sự chứng minh của Tam Bảo, hiện tiền chư tôn hiện đức tăng ni và sự chứng kiến chúc phúc của họ hàng hai bên, để khẳng định tình yêu và quyết định tiến tới cuộc sống hôn nhân của hai bạn là hoàn toàn tự nguyện và cùng nhau hướng tới một tương lai hạnh phúc thủy chung bền chặt. Xin mời tân lang Mạnh Tuấn và tân nương Phương Anh, hai bạn hãy quỳ hướng về nhau từ trái tim mình đọc lên lời phát nguyện trước sự chứng minh của Tam Bảo và họ hàng đôi bên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong giờ phút thiêng liêng này, dưới sự chứng minh của Tam Bảo và sự chứng kiến của cha mẹ họ hàng hai bên, con tên là Nguyễn Mạnh Tuấn, pháp danh Quảng Tuệ, tuổi 23. Xin xác nhận em Nguyễn Hoàng Phương Anh, pháp danh Hạnh Dung, tuổi 22, là vợ của con. Con xin phát nguyện trọn lòng chung thủy với vợ, giữ gìn nam giới, làm người Phật tử chân chính để cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc, an vui. Nam mô A Di Đà Phật. Xin một tràng pháo tay thật lớn để chứng kiến và tác phúc cho những lời nguyện cầu của bạn. Xin mời tân nương Phương Anh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong giờ phút thiêng liêng này, dưới sự chứng minh của Tam Bảo và sự chứng kiến của cha mẹ họ hàng hai bên, con tên là Nguyễn Hoàng Phương Anh, pháp danh Hạnh Dung, tuổi 22. Xin xác nhận anh Nguyễn Mạnh Tuấn, pháp danh Quảng Tuệ, tuổi 23, là chồng của con. Con xin phát nguyện chọn lòng chung thủy với chồng, giữ gìn nam giới, là người Phật tử chân chính để cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc, an vui. A Di Đà Phật. Xin một tràng pháo tay thật lớn, thật đồng nghiệp nữa để tác phúc cho lời phát nguyện của hai bạn. Xin trân trọng cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, lời phát nguyện tạm lòng luôn ghi nhớ, nghĩa vợ chồng xin mãi mãi thủy chung, dù cho sóng gió gập ghềnh, nguyện xin giữ trọn nghĩa tình không phai. Một lần nữa nguyện cầu Tam Bảo cùng với chư đệ tử, quý vị đang hiện diện ở đây sẽ chứng kiến gia hộ để tác thành cho những lời phát nguyện của hai bạn trở thành hiện thực. Xin trân trọng cảm ơn quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý thầy, kính thưa toàn thể quý vị,
Trong ngày trọng đại hôm nay của Tân An Mạnh Tuấn và Tân Đương Phương Anh, cũng như trong tất cả những ngày trọng đại của các đôi bạn trẻ đến với nhau khác nữa, là một kỷ vật hết sức thiêng liêng và hết sức trân trọng, không thể thiếu trong ngày trọng đại hôm nay. Xin thưa quý vị, đó là đôi nhẫn cưới đeo vào ngón áp út tay của hai bạn. Với người dân Việt Nam chúng ta xa xưa, cuộc sống còn túng thiếu về vật chất thì chúng ta không có cái nghi lễ này. Nhưng mà sau này về đời sống kinh tế chúng ta khá giả, thì cái ngày quan trọng, ngày cưới của con mình, các gia đình đều có trao tặng cho các bạn với rất nhiều ý nghĩa. Và với ý nghĩa tinh thần, đôi nhẫn cưới thể hiện tình yêu chân thành của các bạn, và cũng là thể hiện sự cam kết gắn bó với nhau trong suốt cuộc đời của hai bạn. Còn về mặt đạo lý thì đôi nhẫn thể hiện cho sự nhẫn nhịn nhường. Vâng, kính thưa quý vị, và giờ đây để giúp cho Mạnh Tuấn và Phương Anh cùng toàn thể quý vị hiểu thêm về những ý nghĩa tâm linh, ý nghĩa đạo lý hết sức sâu sắc của đôi nhẫn cưới, một lần nữa chúng con xin lên đầu thành kính cung thỉnh Đại Đức Thích Minh Thành khai thị về ý nghĩa giá trị đôi nhẫn cưới cho toàn thể hội chúng được ân chiêm lời lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng kính ngưỡng ái bạch trên chư tôn thiện đức tăng ni. Kính thưa toàn thể quan viên hai họ cùng quý vị đại biểu khách quý, và thưa hai con thân mến, hôm nay nhân dịp lễ thành hôn, tăng phúc nhân duyên, lễ hàng Phật trước Phật đài cho hai con. Hai con đã thành tâm phụng thỉnh Phật và tăng làm lễ hàng Phật cho hai con. Trong dịp này, thay lời toàn thể chư tôn thiện đức tăng ni, thầy có đôi lời giải thích về ý nghĩa của đôi nhẫn cưới như sau, để hai con trao tặng cho nhau, đánh dấu ngày hai con nhất tâm hướng về Tam Bảo, đối trước quý thầy cùng cha mẹ đôi bên phát nguyện kết tóc xe tơ, nên duyên chồng vợ, làm một người Phật tử thuần thành hiền lương. Nguyễn Mạnh Tuấn, Nguyễn Hoàng Phương Anh quý mến, đây là hai món trang sức quý giá biểu thị đạo lý hôn nhân. Nó có tên là nhẫn, đeo ở ngón tay để hai con luôn nhìn thấy, nhằm nhắc nhở những điều hay, ý đẹp như sau. Một, nhẫn có nghĩa là nhường nhịn, muốn trong nhà vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc. Trước phải biết nhường nhịn lẫn nhau, không nên hơn thua, lời qua tiếng lại. Chiếc nhẫn lại được đeo vào ngón tay để hai con dễ nhìn dễ thấy, để tự nhắc mình về sự nhẫn nhịn ấy, cho mái ấm gia đình mãi mãi được an vui. Hai con cũng phải biết rằng, nếu như mà chồng đang nóng giận mà nói mà vợ lại không nghe cãi lại, thì e rằng sẽ dẫn đến xung đột, mà một lần xung đột thì sẽ dẫn đến một thời gian đau khổ cho hai người, mà hai thời xung đột thì sẽ dẫn đến hai thời đau khổ. Chính vì vậy mà nếu các con nhẫn nhịn được thì sự nóng giận rồi dần dần cũng sẽ tan hết, cho nên hai con sẽ luôn luôn có cuộc sống an vui và hạnh phúc. Đó là điều mà chiếc nhẫn nhắc nhở các con luôn nhẫn nhịn. Chiếc nhẫn hình tròn tiêu biểu cho phước báo và tiền của đầy đủ, nhà đất thịnh vượng. Muốn được như thế, vợ chồng phải siêng năng làm lụng, dành dụng tiền bạc, tiêu xài chừng mực, không được phung phí và phải biết cúng dường bố thí, thì phước đó mới được tăng long. Hai con cũng phải rõ rằng, khi nhìn vào chiếc nhẫn, thấy chiếc nhẫn hình tròn, thì chúng ta cũng phải luôn luôn sum vầy và tạo nên cái phúc quả cho được tròn đầy như hình tròn của chiếc nhẫn. Mà các con cũng phải biết, như cổ đức có nói, nếu như muốn giàu sang phú quý thì phải do cây phúc, do cội phúc mà nên.
muốn có cội phúc thì các con phải biết làm lành, làm thiện và phải biết cúng dường bố thí tạo phúc lành, như vậy mới có phúc. Còn nếu không có phúc thì sẽ không bao giờ được sung túc cả. Cho nên cái căn bản ban đầu là các con vẫn phải khởi tâm làm những điều thiện, điều lành để tạo được phúc. Có phúc rồi thì sẽ sung túc đầy đủ. Ý nghĩa của cái nhẫn về sự tròn đầy của chiếc nhẫn là như vậy. Các con phải khắc ghi chiếc nhẫn này được làm bằng chất vàng. Các con phải biết rằng vàng có đặc tính thứ nhất là tùy duyên bất biến, nghĩa là hình dạng tuy có thay đổi nhưng tính chất vẫn nguyên vẹn. Hay nói rõ hơn, dù ai có bo tròn bóp méo, kéo dài, cán mỏng đi nữa, hình dạng tuy đã thay đổi nhưng tính chất giá trị của vàng vẫn nguyên vẹn, không bao giờ phai nhạt. Dù trải qua bao lần mưa nắng, dù có rơi rớt vùi dập nơi nào, nhưng nó vẫn mãi tươi đẹp. Đạo vợ chồng của hai con cũng y như vậy. Hai con đã thề nguyện chung sống bên nhau, dù gặp phải cảnh ngộ nào đi nữa, hoặc mai kia hai con có già nua bệnh tật, nhưng tình nghĩa vợ chồng cũng phải nồng nàn tươi đẹp như thuở ban đầu mới yêu nhau, như ngày hôm nay thề nguyện trước Phật đài vậy. Năm chiếc nhẫn được đính viên kim cương. Trên chiếc nhẫn này đã được đính hạt kim cương xinh đẹp nhằm nhắc cho các con kim cương rắn chắc, bền vững và quý hiếm hơn hết. Kim cương tiêu biểu cho ý chí, niềm tin, sức sống và tình yêu vĩnh cửu. Thầy cũng mong hai con mỗi lần nhìn vào chiếc nhẫn có viên kim cương thì hai con cũng có được tình yêu vĩnh cửu như sự bền chắc, cứng rắn của kim cương vậy. Không có một thế lực nào, không có một lời gièm pha nào để làm tan tình yêu của hai con được. Chính vì những lý do trên, đôi nhẫn có ý nghĩa rất thiêng liêng trong tình nghĩa vợ chồng. Hai con phải giữ nó làm kỷ niệm, xem nó là gia bảo vô giá. Hơn nữa, hôm nay trước Phật đài, chư Tăng Ni cũng đã ra chỉ chú nguyện, nên người giữ gìn trân trọng nó sẽ được sự hộ niệm của Tam Bảo và các vị thiện thần. Giờ phút này, thầy một lần nữa xin chúc nguyện cho tình yêu của hai con trọn đời hạnh phúc và bền vững, tròn đầy như chiếc nhẫn hai con chuẩn bị trao cho nhau. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành kính tri ân lời khai thị về ý nghĩa đôi nhẫn cưới hết sức sâu sắc và thiêng liêng. Và tiếp theo chương trình, chúng con xin thành kính cung thỉnh Đại Đức Thích Minh Thành hướng về Tam Phật để thay chư tôn hiện tiền trì chú cầu an lành hạnh phúc vào cặp nhẫn cưới và trân trọng trao cho hai bạn. Xin mời Tân Mang, Mạnh Tuấn và Tân Đương, Phương Anh, hai bạn hãy chắp tay quỳ thẳng trang nghiêm để đón nhận cặp nhẫn cưới hết sức thiêng liêng dưới sự gia trì của Tam Bảo. Xin mọi người cùng hướng tâm tác phúc cho hai bạn. Cặp nhẫn cưới mà quý thầy đã cầu nguyện sự gia trì chứng minh của Tam Bảo. Rồi xin mời hai bạn hãy quỳ thẳng, quay mặt đối mặt vào nhau để hai bạn hãy trao nhẫn cho nhau. Hai bạn quỳ thẳng gối lên. Xin quý vị hãy lắng lòng giây phút hạnh phúc này mà mọi người hãy dành những tràng pháo tay thật lớn để chứng kiến và chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho Tân Lan, Mạnh Tuấn và Tân Hương Phương Anh. Chúng con thành kính cung thỉnh thầy trở về bàn chứng minh an toàn. Vâng, một giây phút rất ngọt ngào, lãng mạn, hạnh phúc khi đã đeo chiếc nhẫn vào tay cho nhau rồi. Hai bạn đã là của nhau và mong rằng mãi mãi tình yêu các bạn không bao giờ phai mờ,
không bao giờ xa nhau như sự gắn kết của cặp nhẫn cưới này. Và giờ đây, để khẳng định tình yêu các bạn hoàn toàn là sự chân thành và tôn trọng lẫn nhau, hai bạn hãy hướng về nhau để làm nghi thức lễ phu thê giao bái. Toàn thể quý vị hãy chứng kiến giây phút rất trang trọng này khi các bạn nghe thầy chủ lễ xưng lễ, thì hai bạn hãy quỳ thẳng lưng và lạy sát đầu xuống đất để thể hiện sự trân trọng với nhau. Khi hai bạn nghe một tiếng chuông thì các bạn sẽ lạy xuống một lạy, và trong nghi thức này các bạn lạy nhau hai lạy. Chúng con thành kính cung thỉnh thầy. Rồi xin mời hai bạn lạy xuống. Rồi xin mời hai bạn. Rồi xin mọi người hãy dành một tràng pháo tay thật lớn nữa để chúc phúc cho hai bạn. Vâng, tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Chí Cường và bà Hoàng Thị Hồng Phúc là xui ra với bên ông bà Nguyễn Hữu Thành và bà Phạm Thị Thanh Vân. Xin mời hai ông bà hãy trở về phía bàn sinh ân cùng với bà Phạm Thị Thanh Vân để tiếp tục nghi thức lễ tạ tứ trọng ân của đôi tân lang tân nương trẻ. Xin mời hai ông bà bắt tay nhau, nắm tay nhau thật chặt để thể hiện tình xui ra luôn hảo hiệp trong đời. Rồi quý vị hãy nổ những tràng pháo tay thật lớn tham gia hảo hiệp này. Xin mời hai bạn hãy quỳ thẳng và lắng tâm thanh tịnh, ngắm nhìn những đấng sinh thành ân đức của mình. Kính lạy mẹ, kính lạy cha, ôi mẹ sinh ta, cha nuôi ta, nhớ thương cha mẹ xót xa tấm lòng, thương con cực khổ ấm bầm, trời cao vời vợi khó mong đáp đền. Kính bạch trên chư tôn thiền đức, kính thưa toàn thể quý vị, trong kinh Đức Phật Bổn Sư có dạy rằng: chúng sinh tuy thật phẩm người, mười phần mê muội cả mười, không tưởng ân trọng đức dày song thân, không xót thương dưỡng dục cù lao, ấy là bất hiếu mặc dao ở đời. Điều thứ nhất, giữ gìn thai giáo, mười tháng trường chu đáo mòn bề. Thứ hai, sinh đẻ vướng vê, chịu đau chịu khổ mỏi mê trong phần. Điều thứ ba, thâm ân nuôi dưỡng, cực đến đâu bền vững chẳng lay. Thứ tư, ăn đắng nuốt cay, để dành bùi ngọt đủ đầy cho con. Điều thứ năm, lại còn khi ngủ, ướt mẹ nằm khô ráo phần con. Thứ sáu, xuống nhức nhai cơm, biến con lo ấm chẳng nhờn chẳng rê. Điều thứ bảy, không chê ô uế, giặt đồ dơ của trẻ không phiền. Thứ tám, chẳng nỡ chia riêng, nếu con đi vắng cha phiền mẹ lo. Điều thứ chín, miễn con sung sướng, dầu phải mang biệt chứng cũng cam. Tính sao có lời thì làm, chẳng mắt bị cầm. Điều thứ mười, chẳng tham châu chuốt, dành cho con các cuộc thanh nhàn. Thương con như ngọc như vàng, ơn cha bía mẹ sánh bằng Thái Sơn. Kính lạy mẹ, kính lạy cha, chúng con hiểu rằng có được thân này là nhờ ơn sinh thành và nuôi dưỡng cực khổ của mẹ cha.
Cha đã cho con nghị lực, niềm tin và sức mạnh để dấn thân vào cuộc sống. Người đã vất vả cả cuộc đời để lo lắng tất cả cho con. Mẹ sinh ra con trong cực khổ, 3 năm nhũ bộ, 9 tháng cơ man, ngậm đắng nuốt cay, ngọt bùi không quản. Khi chúng con đau bệnh, người thức trắng thâu đêm, lo âu thấp thỏm, đi đứng bồn chồn. Ngày chúng con khôn lớn, cha mẹ lại lo cho chúng con công danh sự nghiệp, dựng vợ gả chồng, và mai kia dù chúng con được an vui hạnh phúc hay tu lạc nơi phương trời nào vô định, thì cha mẹ vẫn như xưa, vẫn ngày đêm lo lắng, mong chờ và dõi theo những bước chân của chúng con. Hôm nay được cha mẹ cho chúng con về chùa Quỳnh Lâm làm lễ hằng thuần để cầu chúc cho chúng con được hạnh phúc vẹn toàn. Ôi thâm ân cao cả ấy, chúng con mãi mãi khắc ghi. Giờ đây, trong giờ phút trang trọng này, một ngày trọng đại trong cuộc đời của chúng con, không biết nói gì hơn bằng tất cả tấm lòng tri ân và thành kính đối với cha, với mẹ. Xin cha mẹ hãy niệm tình thương xót và nhận từ chúng con những lời để tạ ân sinh dưỡng của cha mẹ. Xin hai bạn hãy lắng nghe thầy chủ lễ sướng lễ, và hai bạn hãy thành kính lạy cha lạy mẹ của mình hai lễ. Hai bạn hãy nghe. Đệ tử chúng con mang ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ cha, cúi đầu đảnh lễ thập phương thượng chủ tam bảo, đảnh lễ mẹ cha hai lạy. Rồi xin các bậc làm cha làm mẹ nhân ngày trọng đại hôm nay của các con mình, mong rằng lúc nào quý vị cũng là nơi nương tựa vững chắc để che chắn cho cuộc sống của các con mình. Xin trân trọng cảm ơn quý vị. Và ban tổ chức chúng con xin được thành kính cung thỉnh thầy Thích Minh Thịnh trong ngày trọng đại hạnh phúc của hai bạn. Đại vì cho chư tôn đức hiện tiền chứng minh, xin thầy có một phần quà nhỏ mang rất nhiều thông điệp ý nghĩa để tặng cho hai bạn. Vâng, xin mời hai bạn. Xin mời toàn thể quý vị hãy đổ những tràng pháo tay thật lớn, thật hân hoan vui mừng để chúc mừng hạnh phúc cho hai bạn. Xin mời các phóng viên của các đài truyền hình VTV chúng ta tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc cực kỳ. Mạnh Tuấn lấy tay áo lau nước mắt cho vợ con. Hai bạn rất hạnh phúc. Xin chào quý vị. Và giờ phút này để cho buổi lễ hàng thuần tác phúc lương duyên cho Mạnh Tuấn và Phương Anh được tập phần viên mãn tốt đẹp, một lần nữa chúng con đê đầu cung thỉnh chư tôn đức cung đối trước Phật tiền hồi hướng công đức và chúc lành cho buổi lễ được trọn vẹn viên mãn. Xin mời quý vị đồng khởi thân đứng dậy chắp tay cung kính trang nghiêm hướng về lễ đài để cầu nguyện sự gia hộ chúc phúc cho đôi tân lang tân nương trẻ cũng như hai bên gia đình. Xin mời toàn thể quý vị. Hôm nay hàng đệ tử
Nguyễn Mạnh Tuấn Pháp Thành Quảng Tuệ 23 tuổi, Tân Đường Nguyễn Hàm Phương Anh Pháp Danh Hạnh Dung 22 tuổi, Trước Phật Đài Chùa Quỳnh Lâm được thập phần viên mãn. Giờ này toàn thể đệ tử chúng con một lòng nguyện xin hồi hướng, phụ nguyện đèn thiền tỏ đãng, chuông cảnh tỉnh reo vang, ánh từ quang chiếu khắp nhân gian, cả trăm họ tượng nhuần Phật Pháp, khuyên đại chúng ráng tu cho khá, đem đạo lành khổ hóa chúng sinh, nhắc đàn na mỗi việc làm lành tu thập thiện hòa bình xã hội. Nguyện cầu hồng ân tam bảo tùy từ phóng quang gia hộ cho Tân Lang Nguyễn Mạnh Tuấn, Tân Đường Nguyễn Hoàng Phương Anh được yên bề gia thất trăm năm hạnh phúc, chọn nghĩa vẹn tình thủy chung, son sóc nỗi dõi tầng đường, làm tròn hiếu đạo, là lẽ thảo dâu hiền hai họ được thân tình thuận hảo nghĩa thông gia. Nguyện cầu đôi trẻ cùng họ tộc hai bên được đầy đủ hoa duyên lành bốn mùa, luôn luôn được ấm ngàn. Nguyện đem công đức này hồi hướng, nguyện cho Phật Pháp mãi mãi được trường tồn, thế giới không còn có đau binh, quốc gia được thái bình tịnh trị, tăng già hòa hợp muôn loài được an vui, âm siêu dương thái, pháp giới sinh linh hải yên hà, thanh tình giữ vô tình đồng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Mừng cho đôi trẻ trọn duyên, trăm năm kết tông thủy chung lâu dài, sắc cầm hảo hợp bền dài, phụng loan ứng lứa đẹp thay, tơ hồng nguyệt lão mừng thay, sẽ tự kết tông đêm nay sở cầu, tóc xanh cho đến bạc đầu, chồng hòa vợ thuận là câu muôn đời. Mừng cho đôi trẻ trọn duyên, trăm năm kết tóc thủy chung lâu dài, sắc cầm hảo hợp bền dai, phụng loan ứng lứa đẹp thay, duyên lành tơ hồng nguyệt lão mừng thay, sẽ tơ kết tóc đêm nay sở cầu, tóc xanh cho đến bạc đầu, chồng hòa vợ thuận là câu muôn đời. Tự quy Phật xin nguyện chúng sanh thể theo đạo cần phát lòng vô thường. Tự quy Pháp xin nguyện chúng sanh thấu rõ tình cảm trí huệ như thiền. Tự quy Tâm xin nguyện chúng sanh thông quy đại chúng tất cả không đa ngại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
chúng con thành kính cung đình chư tôn đức trở về bàn chứng minh an toàn. Kính thưa toàn thể quý vị, vào giờ này dưới sự từ bi chứng minh gia hộ và tác phúc của chư tôn đức hiện tiền trong buổi lễ, hàng thuần tác phúc lương duyên cho tân lang Mạnh Tuấn và tân ương Phương Anh đã được chu viên hoàn mãn. Thay lời ban tổ chức, chúng con thành kính tri ân công đức cũng như những lời giáo hóa dặn dò của chư tôn đức cho đôi bạn lấy đó làm tư lương đi theo cuộc đời của mình. Xin mời tân lang tân ương hãy đại bì hai bên gia đình và làm nghi thức tàn lễ tam bảo. Xin mời hai bạn hãy hộ quỳ để đảnh lễ tam bảo ba bái. Này, xin cảm ơn hai bạn. Kính thưa quý vị, và giờ này ban tổ chức xin trân trọng kính mời bà Phạm Thị Thanh Vân đại diện cho hai bên gia đình xui gia lên trước lễ đài có lời cảm tạ chư tôn đức hiện tiền cũng như cảm tạ tới toàn thể quý vị quan khách hiện diện nơi đây. Xin trân trọng kính mời bà. Con là đại diện của nhà trai. Trước hết là con xin cảm tạ Đại Đức Thích Minh Thành và cảm tạ các vị tăng và các vị ni đã từ khắp miền chùa xa xôi ban phước lành cho gia đình chúng con nhân ngày lễ Hồng Thuận của con trai con. Chúng con vô cùng cảm kích và cảm tạ chư tăng ni đã ban phước lành cho gia đình con. Sau đó thì con cũng xin cảm tạ các bạn đồng tu và cảm tạ cô dì chú bác ông bà nội ngoại đã đến đây cùng chia vui với chúng con nhân đại lễ Hồng Thuận ngày hôm nay mùng 10 tháng 1. Và sau cùng đó là gia đình con cũng rất là ân chiêm công đức của Đại Đức Chủ Trì đã ban cho chúng con một buổi lễ Hồng Thuận thật là viên mãn. Sau đây buổi lễ Hồng Thuận đã được thành công tốt đẹp. Chúng con xin mời Đại Đức Thích Minh Thành cùng các chư tăng ni dự bữa cơm thân mật tại chùa Quỳnh Lâm để chứng minh công đức cho tấm lòng của chúng con. Và cũng con cũng xin mời các bạn đồng tu và cô dì chú bác xa gần dự bữa cơm thân mật gọi là bữa cơm chay của chùa Quỳnh Lâm. Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ân cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước ngoài biển đông, núi cao biển rộng mênh mông, cù lao hai chữ lớn ghi trọn đời. Mẹ cha vì thế đất trời, phần làm con phải suốt đời kính tôn thiên kinh giảng quyển chỉ tôn, hiếu là hạnh Phật thế tôn dạy rằng khắp trong tất cả chúng sanh bậc nào toàn hiếu đắc thành Phật tiên. Thank you.
con phải suốt đời kính tôn. Hiền kinh giảng quyển chỉ tôn, hiếu là hạnh Phật thế tôn. Giải ranh khắp trong tất cả chúng sanh, bậc nào toàn hiếu đắc thành Phật tiên. Khắp trong tất cả chúng sanh, bậc nào toàn hiếu đắc thành Phật tiên.